Một, mình thích ăn bánh mì với bơ và mứt. Hai, ông thích ăn tất cả các loại phô mai. Ba, 100 g phô mai cheddar, 50.000. Bốn, gelato là kem Ý. Năm, sô-cô-la có vị cay phải không? 6. Chị biết làm bánh ngọt không? 7. Cô mua bánh quy ở hiệu bánh. 8. Ở Việt Nam có nhiều hiệu bánh Pháp. 9. Ở Việt Nam có nhiều món tráng miệng đặc biệt. 10. Trẻ em thích ăn kem. Một, mình thích ăn bánh mì với bơ và mứt. Hai, ông thích ăn tất cả các loại phô mai. Ba, 100 g phô mai cheddar, 50.000. 4. Gelato là kem Ý. 5. Sô-cô-la có vị cay phải không? 6. Chị biết làm bánh ngọt không? 7. Cô mua bánh quy ở hiệu bánh. 8. Ở Việt Nam có nhiều hiệu bánh Pháp. 9. Ở Việt Nam có nhiều món tráng miệng đặc biệt. 10. Trẻ em thích ăn kem. Một, mình thích ăn bánh mì với bơ và mứt. Hai, ông thích ăn tất cả các loại phô mai. Ba, 100 g phô mai cheddar, 50.000. Bốn, gelato là kem Ý. Năm, sô-cô-la có vị cay phải không? Sáu, chị biết làm bánh ngọt không? Bảy, cô mua bánh quy ở hiệu bánh. 8. Ở Việt Nam có nhiều hiệu bánh Pháp. 9. Ở Việt Nam có nhiều món tráng miệng đặc biệt. 10. Trẻ em thích ăn kem.